nó về E2. Anh quay đúng lúc đó. Xong rồi là nó tắt. S violent automatic upside and yeah. À, xong anh quay cái bếp này nó vẫn đang chạy. Còn kia, để cái line này không xuống biết, ôn được problem. As a regulator, this line is ôn được problem. But the grosser is so an abgeschaltet, alleine abfahren. Immer Problem. Von Anfang der Kaufen, das ist immer Problem mit der Großplatte. Der Linksseite. So, ganze Zeit immer abfahren, ne? Em thử bật lên, có lên không? Yes, drucke nur dann kommt wieder. Cho nó nóng cái gì để cho nó tắt. Cho nó nóng cái cỡ đi. Rồi, đang sâu cho nó áp xuống đất. Đang khi vài hôm đất kia thì sẽ làm. Còn bao lâu rồi nó tắt. Đấy, anh cứ hẹn một vài phút là nó lại tắt đi là hơn hả? Reader is why, that is a reader problem, reader upside. Also, this problem is reader. The other man is problem with the grosser top class. Also, that is can look that way, right?